Sau nguyện tiếp theo là nguyện thứ 20: Lâm thọ trung thời, ngã giữ chư Bồ Tát chúng, nghinh hiện kỳ tiền, kinh tu du gian, tức sanh ngã quốc, tác A Duy Diệt Trí Bồ Tát, bất đắc thị nguyện, bất thụ chánh giác. Cái nguyện này cũng rất quan trọng. A-di-đà Phật nói rõ với chúng ta lợi ích của niệm Phật, chỗ tốt của người niệm Phật. Người niệm Phật thành tựu thù thắng không gì bằng. Nguyện thứ 18, nguyện thứ 19 là nhân. Nguyện tu là quả báo, tu nhân chứng quả. Phát nguyện niệm Phật, phát nguyện là nguyện thứ 19, niệm Phật là nguyện thứ 18. Con người này lâm mạng trung thời, A Di Đà Phật cùng thế giới Cực Lạc, chư Bồ Tát chúng đến tiếp dẫn bạn. Bồ Tát của thế giới Cực Lạc quá đông quá nhiều, có phải đều đến tiếp dẫn bạn không? Thấy được những Bồ Tát nào đến tiếp dẫn bạn, có duyên với bạn. Quá khứ đời này, cha mẹ anh em của chúng ta, thầy giáo bạn học, họ tu pháp môn này đã giảng sanh rồi, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay thấy bạn cũng thành tựu rồi, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn bạn. Những người này họ sẽ theo Phật cùng đến, đều là người quen biết bạn. Cho nên bạn nhất định phải biết, sinh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải cô độc. Không giảng sanh thế giới Cực Lạc vĩnh viễn là cô độc. Bạn ngay đời này, người mà bạn thương yêu nhất, vừa chuyển đời vừa đầu thai, đôi bên đều sẽ không quen biết, rất khó cùng tụ hợp với nhau. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc không như vậy, chân thật là vĩnh viễn cùng ở với nhau. Đây cũng là trong Phật Pháp thường nói, Phật không độ người vô duyên. Bồ Tát thế giới Cực Lạc cùng A Di Đà Phật cùng đồng đến tiếp dẫn bạn, đều là người cùng có duyên với bạn. Bạn phải hiểu được cái đạo lý này.
rộng kết thiện duyên. Phải rộng kết, tương lai khi bạn thành Phật, người có duyên với bạn nhiều, bạn độ chúng sanh nhiều, chúng ta chính mình giảng sanh, duyên chúng ta kết được nhiều, Bồ Tát đến tiếp dẫn sẽ nhiều. Có thể thấy được việc kết duyên là vô cùng quan trọng. Người niệm Phật tâm địa từ bi, rộng kết thiện duyên với tất cả chúng sanh, tùy theo sức của mình. Nếu lúc không có khả năng mà chỉ hoan hỷ tán thán cũng là kết pháp duyên. Lúc nào có khả năng thì tùy theo sức của mình, giúp cho người khác được thành tựu, thấy người khác làm việc tốt, làm việc lợi ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh. Chúng ta có tiền thì dùng tài vật giúp đỡ cho họ. Nếu chúng ta không có tiền nhưng có thì giờ thì đi làm giúp đỡ cho họ, tức dùng lao lực giúp đỡ cho họ. Còn như tuổi tác đã cao không thể dùng sức giúp đỡ họ thì nên hoan hỷ tán thán, dùng thiện niệm giúp đỡ họ, khen ngợi họ, khích lệ họ. Đây đều là hành thiện, đều là làm việc tốt, cũng là kết pháp duyên với đại chúng. Vì sao quý vị không phát tâm đi làm? Đến lúc quý vị vãng sanh A Di Đà Phật đến tiếp dẫn thì quý vị sẽ thấy rất nhiều Phật, rất nhiều Bồ Tát, rất nhiều thanh văn. Vì sao Phật Bồ Tát thanh văn hiện đến nhiều như vậy? Vì quý vị đã kết rất nhiều pháp duyên. Nếu quý vị không chịu kết thiện duyên thì lúc quý vị lâm chung chỉ thấy A Di Đà Phật và mấy vị Bồ Tát cùng với A Di Đà Phật hiện đến, không phải là có rất nhiều Phật Bồ Tát. Cho nên lúc bình thường không thể không kết thiện duyên với người khác. Xưa kia lão cư sĩ Lý Bình Nam thường hay dặn dò các học trò phải kết thiện duyên. Pháp duyên của Ngài rất thù thắng. Ngài luôn luôn chỉ dạy cho chúng tôi phải rộng kết thiện duyên, thời thời khắc khắc không thể quên. Những đồng tu tại gia dùng chí thành cảm thông để niệm Phật, công phu của bạn sẽ đắc lực, bạn chắc chắn được sanh tịnh độ. Đồng tu xuất gia bằng chí thành cảm thông cầu tam bảo gia trì, đem cái pháp môn thù thắng này giới thiệu cho quần chúng rộng lớn. Đại từ Bồ Tát nói rất hay: bạn có thể khuyên hai người giảng sanh, giảng sanh thì thành Phật, giúp cho hai người chân thật thành Phật, cái công đức này còn lớn hơn so với chính mình tu hành. Bạn có thể giúp cho mười mấy người giảng sanh làm Phật, phước đức của bạn thì vô lượng. Vì hỏi chính mình có thể giảng sanh hay không? Các vị nghĩ bạn chính mình có thể giảng sanh hay không?
chính mình công phu niệm Phật cho dù kém một chút, nếu như bạn chân thật đưa mười mấy người vãng sanh đến thế giới cực lạc đều làm Phật rồi, những người đó xem thấy bạn sắp lâm chung, nhất định sẽ nói với A-di-đà Phật: chúng ta một tốp người này vãng sanh đều là nhờ người đó. Người đó hiện tại sắp lâm chung rồi, kéo A-di-đà Phật, chúng ta phải mau đi tiếp dẫn người đó. Tri ân báo ân. Bồ Tát thế giới cực lạc sẽ không vong ân phụ nghĩa, tri ân báo ân. Cho nên công phu kém một chút, họ đến kéo một tay thì kéo bạn đi được rồi. Dạ, tiếp theo chúng con xin ban tổ chức chuyển đến camera của cụ Chu Thị Lục. Con xin đọc thông tin. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thưa chư tôn tiền đức tăng ni, con kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, kính thưa ban tổ chức thế giới Hồ Liệm và các chư vị đồng tu trên đường Zoom. Gia đình con cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị cho mẹ chúng con là cụ Chu Thị Lục, pháp danh Diệu Lạc, 97 tuổi. Mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng cụ đã niệm Phật và phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cụ không sợ chết, không sợ bệnh, không tham luyến tài sản, không luyến ái người thân con cháu, không giận hờn người thân con cháu nào. Cụ có niềm tin vững vàng và ước nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đã 3 tháng nay, mẹ con lâm bệnh nặng, gia đình chúng con cùng các bạn đồng tu niệm Phật, lạy Phật sám hối hàng đêm cùng mẹ con. Mẹ con đã chủ động bảo các con mời ban Hồ Liệm chú Minh Thành đến Hồ Liệm. Hiện nay con đang được Hồ Liệm, mẹ con đang được Hồ Liệm. Giờ đây mẹ con đã yếu lắm, hai chân và tay đã phù lè, tiếng nói đã yếu nhiều, nhưng mẹ con vẫn niệm Phật và vẫn còn nghe tốt. Con kính mong lão cư sĩ Diệu Âm khai thị thêm cho mẹ con để mẹ con nương vào công đức của chư tôn đức tăng ni, của lão cư sĩ Diệu Âm, của ban thế giới Hồ Liệm, của chư vị đồng tu trên đường Zoom, để mẹ con vững vàng hơn khi xả bỏ báo thân được phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Gia đình chúng con thành kính cảm niệm công đức của lão cư sĩ. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin hỏi như vậy là cụ nghe có rõ không? Dạ, như là chư vị mở nhiều máy quá, do hỏi là nghe rõ thì chư vị giơ dùng tay lên đi khỏi nói. Dạ, hỏi là các bác trả lời câu hỏi của lão cư sĩ Diệu Âm là cụ có nghe được không? Nếu nghe thì các bác giơ tay lên ạ. Được. Được rồi. Xin các bác thôi xin mình tắt cả rồi được rồi. A Di Đà Phật. Dạ xin các bác cùng lắng nghe nhá, không động đậy gì nữa. Dạ ngồi xa ra để lắng nghe cùng với cụ. Dạ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cụ Diệu Lạc ơi, nghe thông tin cụ bệnh nằm một chỗ mà niềm tin cụ vững vàng, cụ quyết lòng. Để xin chư vị, xin cháu hoài hãy lắng nghe, xin chư vị lắng nghe, không động đậy gì nữa, không được nói chuyện, tất cả mọi người chăm chú lắng nghe để có từ trường tốt cho cụ. Dạ A Di Đà Phật. Cụ bệnh yếu mà niềm tin của cụ vững vàng,
Cụ đã hối thúc gia đình tìm ban hộ niệm. Cụ ơi, thực sự trong quá khứ, Diệu Âm đã từng gặp những người nằm trên giường bệnh. Thân xác yếu đuối như cụ vậy, mà vì niềm tin vững vàng, mà vì tha thiết muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ban hộ niệm đến hoang hoang hỷ hỷ vô cùng. Và kết quả đều được vãng sanh một cách tốt đẹp. Cụ ơi, con nghĩ rằng nếu thực sự cụ đang hoang hoang hỷ hỷ chờ ngày về Tây Phương với A-di-đà Phật, thì cụ cũng sẽ vãng sanh như những người có niềm tin sâu sắc, đang thiết tha chờ ngày xả bỏ báo thân mà về cảnh Phật thành Phật đây cụ. Cụ không sợ chết hay quá đi, cụ không sợ bệnh quá hay đi cụ. Rõ ràng Phật dạy rằng thân mạng này không phải là ta, chỉ là cái món nợ mà ta phải nhận để chịu nạn 97 năm qua. Giờ đã đến thời kỳ liệt nó đi để trở về Tây Phương nhận bảo thân của một vị Đại Bồ Tát quang minh sáng ngời. Cụ ơi, hãy vui vẻ nha cụ, hãy vững vàng, tiếp tục vững vàng nha cụ. Phật dạy nếu cụ niềm tin vững vàng, nếu cụ quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nếu cụ tiếp tục buông xả tất cả tiền tài, không luyến lưu con cháu, không giận hờn ai nữa, chỉ bấy nhiêu này thôi cụ niệm Phật, nhất định A-di-đà Phật lại nghinh tiếp độ cụ đó. Cụ được ban hộ niệm minh thành lo liệu, hay lắm cụ ơi, cụ tin tưởng đi, cụ hoan hỷ lên, cụ nghe lời hướng dẫn của ban hộ niệm nhé. Gia đình của mình cũng quyết lòng lắng nghe lời hướng dẫn của Minh Thành nhé. Chư vị chỉ làm đúng theo những lời của Minh Thành hướng dẫn, thì dòm hy vọng tràn trề rằng chính cụ sẽ ra đi lưu lại tương đại lành. Cụ sẽ niệm Phật đến giờ phút cuối cùng. Cụ chứng minh cho mọi người thấy rằng cụ đã về Tây Phương Cực Lạc. Cụ diệu lạc nhé. Mong cho tất cả chư vị quyết lòng yểm trợ cho cụ. Cụ diệu lạc ơi, thân xác của cụ đâu? Không sao, một lần đâu là một lần nhắc nhở. Cụ quyết lòng xả bỏ thân xác này mà về Tây Phương cụ nhé. Một lần đâu, một lần
cụ thành tâm xin sám hối tất cả tội căn của mình cũng nhé. Tất cả chỉ là nhân quả của chính mình, cụ ơi. Thực sự cụ đã được Phật lực gia trì, nên trong những giờ phút cuối cùng này, cụ vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn lắng nghe, vẫn còn tin tưởng, vẫn còn sáng suốt cầu xin A-di-đà Phật cho về Tây Phương, phải không cụ? Vững vàng lên cụ, vui vẻ lên cụ. Diệu Âm nghĩ rằng là cụ sẽ là người vãng sanh đấy. Nhớ nhân cụ, khi buông báo thân ra đi, xin cụ chỉ đi theo A-di-đà Phật. Nhớ nhé cụ, đêm nằm nếu mệt mỏi thấy cảnh giới này, thấy cảnh giới nọ, nhất định đừng sợ nhé cụ. Đừng buồn nhé cụ, đừng nghĩ tới chi nhé cụ. Không có gì đáng kể đâu, tất cả chỉ là hư huyễn. Hãy thành tâm niệm Phật, niệm Phật liên tục, nhất định chí thành niệm Phật thì A Di Đà Phật sẽ đến tiếp dẫn cụ về Tây Phương, theo A Di Đà Phật mà vãng sanh nhân cụ. Diệu Âm xin thành tâm khẩn nguyện cùng chư vị trong pháp giới có duyên với Phật tử Chu Thị Lục pháp danh Diệu Lạc, kính xin chư vị thương tình hãy cùng với ban hộ niệm và gia đình thành tâm niệm Phật, hộ niệm cho Phật tử Chu Thị Lục pháp danh Diệu Lạc được vãng sanh nhé chư vị. Tất cả cảnh đời chỉ là huyễn mộng, vô lượng kiếp qua chúng ta không có cái dịp nào gặp được cậu A-di-đà Phật mà được người bên cạnh hướng dẫn cụ thể để vãng sanh. Thành ra trong vô lượng kiếp chúng ta vẫn tiếp tục sanh sanh tử tử trong cảnh khổ. Giờ đây đối diện với cảnh khổ, chư vị hãy phát tâm niệm Phật trở về Tây Phương để hưởng đời an vui cực lạc vô tử vô sanh. Hãy hộ niệm cho Phật tử Chu Thị Lục pháp danh Diệu Lạc được an toàn vãng sanh Tây Phương cực lạc. Thực sự nếu chư vị muốn một cơ hội này thoát khổ thì xin chư vị cũng tha thiết nguyện vãng sanh đi. Theo cái nguyện lực này mà trở về Tây Phương thành đạo. Nguyện mong chư vị nghe những lời này cùng nhau phát tâm, quyết lòng buông xả trần đời khổ nạn, quyết lòng cùng về Tây Phương thành đạo. A Di Đà Phật đang phóng quang tràn ngập nơi đây, nguyện mong chư vị cùng cụ Chu Thị Lục pháp danh Diệu Lạc quyết lòng niệm Phật cùng về Tây Phương cụ nhé. Cụ Diệu Lạc ơi, quyết lòng về Tây Phương nhé. Cụ có nghe lời Diệu Âm nói rõ ràng không? Có vui vẻ không cụ? Có đưa tay lên để làm cho mọi người hoan hoan hỷ hỷ nói không cụ? Chắc không nói rồi. Vui vẻ lên nhé cụ. Quyết lòng về Tây Phương thành đạo cụ nhé. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm, và cũng kính xin gia đình ấy trân quý lấy những lời hướng dẫn này, cũng như là trân quý lấy ban hộ niệm lắng nghe và làm theo để một đời này giúp cụ được vãng sanh Tây Phương cực lạc. Kính xin ban hộ niệm tiếp tục hộ niệm cho cụ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đấy. Rồi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cụ nguyện về Tây phương nào. Cho con về. A Di Đà Phật con xin giúp Phật Di Đà. Đúng rồi. Cho con được vãng sanh về Tây phương cực lạc. Đúng rồi, cụ xin một lần nữa đi. A Di Đà Phật con xin giúp Phật Di Đà. Cho con về. Con được vãng sanh về Tây phương cực lạc. Đúng rồi, A Di Đà Phật. Đúng rồi, cụ tuyệt vời quá. A Di Đà Phật. Cụ nhớ là Phật A Di Đà thương cụ, bảo cụ lục chuyến này chỉ hết cái báo thân này thôi là cụ lục. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dáng lên cụ, dáng lên. Cố gắng lên. Hết cái báo thân nổi này thôi là mình về Tây phương cực lạc nhá. Nhất định. Nhất định về Tây phương cực lạc. Còn một hơi thở nào, nếu đêm hôm mà thấy mớ mớ cái điều gì, đừng sợ, đừng để ý đến. Cứ gọi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật giống như cụ vừa niệm đấy. Rồi xung quanh cái giường này đều treo ảnh Phật A Di Đà. Hãy ngắm nhìn ngài cho thật rõ. Nhớ là theo ngài về Tây phương cực lạc cụ nhé. Gia đình treo cái ảnh như thế này là khả năng con thấy là hơi cao. Treo làm sao đúng vào cái chỗ này để cụ nhìn. Cụ nhìn đây, ngài nhìn ngài có rõ không? Dạ, cụ nhìn như thế này thấy rõ không? Dạ, đấy, cụ nhớ khi mà cụ ngộp ngộp đấy, đấy cụ như thế này là cụ ngứa hướng về A Di Đà Phật. Chờ A Di Đà Phật đến giống hệt tấm hình này, cụ nhớ là giống hệt tấm hình này đến đón thì cụ theo cụ nhé. Còn nếu ngoài không phải là A Di Đà Phật, không giống tấm hình này thì nhất định không theo. Cụ nhớ chưa? Dù người đó là người nào, dù là Quan Âm Bồ Tát hay một vị Phật nào mà không phải A Di Đà Phật đến đón cụ lục thì cụ lục nhất định không đi, mà cứ bám chặt câu A Di Đà Phật. Dạ, bám chặt câu A Di Đà Phật rồi quyết lòng đi về Tây phương. Chúng con nhất định ủng hộ cho cụ, và chúng con tin tưởng rằng chuyến này cụ lục về Tây phương cực lạc sẽ để lại cái thân tướng mềm mại tươi hồng. Bây giờ môi của cụ son vô cùng, cụ sẽ để lại thân tướng đẹp cụ nhé, để làm gương cho chúng con. Cụ về Tây phương cực lạc chắc chắn sẽ được thành Phật A Di Đà Phật. Rồi chúng ta thành tâm là xin các chư vị. Từ nãy đến giờ cụ lục được bà sự khuyến tấn cho cụ lục, cụ lục thấy vui không? Dạ. Người niệm Phật chúng ta là vui như vậy đấy. Phật nói rằng người niệm Phật là phải vui. Vì sao? Vì sắp được về cái chỗ sướng rồi, có nghĩa là chỗ Tây phương cực lạc, thế giới của Phật A-di-đà. Ngài bảo rằng người nào quyết lòng niệm A-di-đà Phật, cầu về Tây phương cực lạc với ngài, thì nhất định ngài không bỏ rơi người đó, nhất định ngài sẽ đón người đó trở về Tây phương. Vậy thì chuyến này con xin chúc mừng cho cụ. Chúng con mong muốn được như cụ lắm, nhưng mà chưa đến lượt. Chuyến này là cụ lục được cái duyên đi trước. Cụ lục nhớ quyết lòng đi về Tây phương. Về Tây phương cực lạc sau này quay lại đây để độ cho chúng con, cứu chúng con mới cụ nhá. Nhất định cụ về được Tây phương, cụ có quay lại cứu chúng con không? Rồi. Con nói với cụ ấy, nhưng mà con học cụ nhiều lắm, con chưa học được. Cụ bây giờ cụ nằm đây, cụ đã quyết lòng niệm câu A Di Đà Phật rồi. Phải nói rằng cụ là một minh chứng cho gia đình. Chuyến này
cụ Lục và cụ Tý nhà mình là hai chị em. Hai cụ chuyến này cùng về Tây Phương. Về Tây Phương Cực Lạc, hai cụ có cái thần thông đạo lực nhiệm màu giống như Phật A-di-đà, rồi đi cứu độ chúng sinh. Thế thì bây giờ con lại nhắc nhở, thực sự ra thì tu hành chắc chắn là con tu ít hơn cụ nhiều lắm, không bằng một phần của cụ đâu. Vậy nên con cũng có những cái phải học hỏi ở cụ rất nhiều. Nhưng mà Phật dạy rằng chúng ta dù tu được đến đâu, dù tu như thế nào đi chăng nữa, thì đến ngày gần mình ra đi, đến lúc mà mình gần ra đi đấy, vẫn phải có người nhắc nhở thì mới nhớ, có phải không cụ? Vậy thì chúng ta đang nhắc nhở nhau. Con nhắc nhở cụ là lúc này cụ yếu hơn con, con khỏe hơn cụ thì con giúp được cụ. Nhưng đến khi cụ về Tây Phương Cực Lạc, cụ thành Phật rồi, lúc đấy con cũng chuẩn bị ngộp ngộp giống như cụ, con lại yếu, lúc đấy cụ có thần thông đạo lực, cụ chỉ cần hô một cái là con giật mình, con niệm A Di Đà Phật ngay. Cụ có đồng ý chỗ này không? Cho nên là con mừng lắm, mừng cho cụ và cũng mừng cho gia đình sắp có một người mẹ trở về Tây Phương. Chắc chắn các con của cụ sẽ ủng hộ cho cụ cùng với đạo tràng để mà ủng hộ cho cụ chuyến này về Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì con lại dặn cụ để cho cụ đỡ quên. Phật dạy rằng muốn về Tây Phương Cực Lạc thì phải buông hết tất cả mọi thế gian này xuống. Buông là sao? Nói cho dễ hiểu, có nghĩa là không để nó ở trong lòng nữa, không nhớ nghĩ đến nó nữa. Ví dụ như mình còn giận một người nào thì bây giờ mình không giận nữa, mình buông ra. Họ có làm sai cái gì với mình không tức nữa. Đấy là mình buông. Vì mình về Tây Phương Cực Lạc, mình thành Phật rồi, thì Phật đâu có chấp chúng sinh, có phải không cụ? Cho nên là mình về Tây Phương Cực Lạc là mình thành Phật, thì mình phải buông ra cụ nha. Thương một người con người cháu nào còn lo cho họ, còn lo cho họ nghèo khổ đói kém, còn lo cho họ cái này cái nọ. Bây giờ mình nằm đây rồi, mình còn đang phải lo cho mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Thế vậy cho nên là Phật dạy muốn lo cho con cho cháu thì trước hết mình phải lo cho mình giải thoát đã. Có nghĩa là giải thoát được rồi thì mới cứu được con cháu. Ví dụ như cụ về Tây Phương Cực Lạc, cụ thành Phật. Thành Phật thì cụ có thần thông đạo lực biến hóa khôn lường. Lúc đấy cụ muốn cho con cháu cái gì mà chả được, có phải không ạ? Cho nên cụ vãng sinh Tây Phương Cực Lạc chính là lo cho con cháu cụ nha. Vậy thì lo cho con cháu, thương con thương cháu, nhất định cũng phải buông ra. Rồi cụ còn lúc mà mình tu mình còn trẻ đấy, mình không biết thì mình cứ nghĩ rằng ăn ở hiền lành là được, cái đó chỉ là cái phụ. Còn con đường vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì Phật dạy người nào niệm Phật nhất định người đó sẽ được thành Phật. Vậy thì niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc là chính yếu, là con đường giải thoát cho mình. Thì bây giờ tất cả mọi thứ nơi đây, dù nhà cửa tiền bạc, dù gia đình gì đó của mình, trước đây mình nhớ, mình nắm, mình giữ, mình níu, mình kéo, bây giờ mình không thèm nữa. Không thèm nữa. Bởi vì có giữ cũng không giữ được, có phải không cụ? Ngày ra đi mình về Tây Phương để mình thành một vị Phật, ở trên đó không thiếu một cái gì hết, mà Phật cho phép mình lên đó.
Đấy. Cho nên là chuyến này nhất định là cụ Lục sẽ về Tây Phương Cực Lạc sớm thành Phật thôi. Vậy con hỏi cụ Lục, nếu mà hôm nay mà A Di Đà Phật đến đón cụ đi luôn thì cụ có đi ngay không? Rồi, A Di Đà Phật, các vị vỗ tay chúc mừng cho cụ. Một người nào lúc này mà đến đây bảo cụ, bảo rằng là cụ Lục ơi, cụ ở đây với chúng con, cụ không phải niệm Phật nữa, chúng con có cái này cái có nhiều thứ để cho cụ lắm, cụ không cần đi nữa, thì cụ có nghe không? Không. Rồi, A Di Đà Phật. Cụ tuyệt vời vô cùng. Con xin chúc mừng cho gia đình, chúc mừng cho các cô bác ở trong khu vực này đã ủng hộ cho cụ. Chúng ta cố gắng chuyến này bảo vệ, giúp đỡ cho cụ để chuyến này cụ có phước phần đi về Tây Phương. Cụ về được Tây Phương Cực Lạc rồi thì nhất định cụ sẽ không quên ơn chúng ta. Và chắc chắn cụ sẽ giúp chúng ta sau này lúc chúng ta bỏ báo thân đấy. Cho nên là con mong sao các cô các bác hãy cố gắng trân quý cái cơ hội để mà giúp cho cụ Lục đi về Tây Phương. Đây là mình hộ niệm cho một chúng sinh về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Con lại dặn cụ này để cố gắng còn ngày nào cố gắng lo niệm Phật cụ nhé. Còn ngày nào được các cô bác đến đây niệm Phật cho cụ là cụ cố gắng cùng với các vị niệm Phật. Các vị nhắc cụ Lục ơi niệm Phật đi là cụ Lục niệm liền cụ nhé. Dạ. Bởi vì mình sắp đến ngày ra đi rồi thì nhất định là phải cố gắng chịu khó niệm Phật để quyết lòng về Tây Phương. Đấy. Để trong cái cơ hội này là mình vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Vì Phật nói rằng đời này gặp được câu A-di-đà Phật, tin được câu A-di-đà Phật, nguyện về Tây Phương Cực Lạc được là do nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã có tu rồi. Mình tu dữ lắm rồi thì mình mới gặp được câu A-di-đà Phật, mình mới tin được câu A-di-đà Phật. Thế nhưng tại sao mình đã tu nhiều rồi mà nhiều đời nhiều kiếp trước mình không về Tây Phương Cực Lạc ngay đi, mà lại phải để đến tận đời này? Đây là một cái sơ suất nhiều đời nhiều kiếp trước. Một là mình không gặp được ban hộ niệm trong những đời trước, không có ai hướng dẫn cho mình. Mình biết niệm Phật nhưng mà mình không có nguyện về Tây Phương, mình không được ai hướng dẫn là phải bỏ cái này bỏ cái kia, cho nên là mình không buông được. Vậy thì đời sau, cái đời kế tiếp đấy, nhờ cái thiện căn mình có tu mà mình lại được hưởng một chút phước nào đó, để rồi bây giờ mình lại trở lại được làm người để lại gặp được câu A Di Đà Phật. Vậy thì đời này trở lại được làm người, gặp được câu A Di Đà Phật mà đời này mình đã có được người hướng dẫn rồi, có được ban hộ niệm, có được gia đình con cháu ủng hộ như thế này rồi, thì nhất định cụ Lục phải cố gắng lên cụ nhé. Con dặn cụ còn một hơi sức nào, bởi vì còn một hơi sức nào mình phải còn lo niệm Phật, mình còn lo nguyện về Tây Phương, để làm sao trong lúc ngộp đấy, trong lúc chuẩn bị bỏ cái thân người này đấy, mà mình niệm được câu A Di Đà Phật, nguyện về Tây Phương Cực Lạc để hợp với đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, hợp với đại nguyện của Ngài một cái, thì Ngài sẽ phóng quang tiếp độ để cụ Lục bỏ thân này lại, cụ về Tây Phương nhất định không sợ chết cụ nhá. Nhất định là không được sợ chết đấy. Về Tây Phương Cực Lạc để thành Phật thì không phải không được sợ chết. Bệnh xuống, giờ cụ già rồi, cái bệnh của cụ nó chỉ là bệnh già thôi, nó đau đau một chút, đây là cái phước của mình đấy.
Còn bao nhiêu người bị bệnh ung thư, đau đớn lên đau xuống, đau đâu mà không nói được, đâu mà muốn khóc đấy, nhưng mà người ta vẫn quyết tâm niệm được câu A Di Đà Phật, người ta vẫn quyết lòng đi về Tây Phương. Cho nên bây giờ còn cái cơ duyên này thì nhất định cụ Lục phải bám cho nó chặt, phải tin cho nó vững, phải quyết một đời này về Tây Phương Cực Lạc cụ nha. A Di Đà Phật. Rồi, mỗi tay chung một cho cụ. Cho nên là nhất định vãng sinh cụ nha. Vì Phật dạy rằng cả đời tu hành của mình đấy, cả đời tu hành của mình là cái giá chót nhất, là làm sao chuyến này là phải được thoát sinh tử luân hồi. Có nghĩa là giá chót nhất là mình được về với Phật A-di-đà. Cụ đồng ý chỗ này không? Mà Phật nói rằng muốn về Tây Phương Cực Lạc thì phải chân thành niệm A-di-đà Phật. Như cụ con thấy là người chân thành đấy. Muốn về Tây Phương Cực Lạc thì phải tin tưởng tuyệt đối vào Đức Phật A-di-đà, tin tưởng tuyệt đối vào sự cứu độ của Ngài. Ngài đã thề là người nào niệm A-di-đà Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc với Ngài thì nhất định A-di-đà Phật sẽ gia trì cho người đó, 25 vị Đại Bồ Tát bảo vệ cho người đó. Và đến lúc lâm chung chuẩn bị chút hơi thở ra đi đấy, người đó niệm được một niệm đến 10 niệm là A-di-đà Phật sẽ hiện ra trước mặt người đó, giống hệt như tấm hình mà cụ hay ngắm đây này. Để tiếp dẫn cụ Lục đi về Tây Phương Cực Lạc, bỏ lại thân xác này lại cho con cháu làm gì thì làm. Mình về Tây Phương lấy cái thân của Phật A-di-đà, đó là thân kim cang bất hoại. Cụ Lục có đồng ý không? Nhất định về Tây Phương. Và cụ Lục biết rằng giờ phút này con đang cầm trên tay ảnh của Phật A-di-đà đây. Đây chính là thân tướng của Ngài. Cụ ngắm nhìn Ngài cho thật rõ. Để ngày cụ Lục ngộp ngộp trên cái giường này có người nhắc nhở cụ, vậy là cụ Lục đã niệm A-di-đà Phật, chờ A-di-đà Phật, theo A-di-đà Phật về Tây Phương Cực Lạc, không theo một người nào hết, chỉ theo A-di-đà Phật thôi. Dù vị đó là Bồ Tát hiện ra cũng không theo, dù vị đó là thần tiên trên trời về đón cụ hiện ra cũng không theo, dù vị đó là ông bà cha mẹ anh em quyến thuộc mất rồi hiện ra đón cụ cũng không theo. Cụ Lục nhớ rõ chưa? Lúc đấy cụ Lục theo A-di-đà Phật về Tây Phương, cụ Lục không đợi chờ một người con nào chưa về, không đợi chờ một người cháu nào chưa về. Vì đợi chờ họ là mình sẽ lấp lửng, mà lấp lửng như vậy là Phật A-di-đà sẽ không đến. Cho nên là mình nhất định quyết lòng đi về Tây Phương. Cả đời của mình tu hành là để mình chờ đợi cái cơ hội bỏ thân xác này lại để theo A-di-đà Phật về Tây Phương. Mà chuyến này cụ Lục đã có cơ hội trong tay, nhất định không bỏ lỡ cụ nhé. Cụ hứa với chúng con như vậy nhé. Chắc chắn. Con chúc mừng cho cụ. Bây giờ các cô bác đến đây rồi, bây giờ chúng ta cùng niệm Phật cụ nhé. A-di-đà Phật. Bây giờ cụ và chúng con cùng niệm Phật. Nếu cụ còn tỉnh táo như thế này thì cụ cứ nhép cái môi thầm niệm. Niệm ra tiếng mệt quá ta nhép cái môi thầm niệm, nhưng ta phải nhớ tập trung niệm, đừng để ngủ mất, đừng để nhiều ngủ nhiều quá. Mà ngủ nhiều quá nó giống như là Phật nói rằng là ngủ mê mất thì
sợ rằng đến lúc lâm chung mình không niệm được Phật. Cho nên là mình sợ như thế thì mình phải chăm chỉ niệm để nó quen, nó quen, nó nhớ, để mà ta giữ được 10 câu A-di-đà Phật tỉnh táo cho đến ngày ra đi cụ nhé. Rồi, A-di-đà Phật, tuyệt vời quá. Không giống tấm hình con đang cầm đây là ngài thân tướng màu vàng đây, có phải không cụ? Dạ. Tay trái của ngài cầm một bông hoa sen ở trước ngực, còn tay phải của ngài đưa xuống là để tiếp dẫn, là để đón người niệm Phật. Đấy, cụ cứ nhìn kỹ cái tấm hình này, đến khi mà cụ ngộp trên cái giường đấy, cụ nằm như thế này đấy, cụ thấy khó thở đấy, cụ thấy ngộp đấy, thì càng lúc khó thở đấy, càng lúc ngộp đấy, là chứng tỏ rằng mình sắp đi đấy. Vậy thì mình sắp đi, đi đâu? Nhất định phải đi về Tây Phương Cực Lạc cụ nha. Nhất định phải theo A-di-đà Phật. Lúc đấy cảnh giới nào nó hiện ra, dù cảnh giới có đẹp đẽ đến đâu, đừng để ý đến. Bởi vì cảnh giới đẹp không tốt. Vì muốn về Tây Phương thì chỉ thấy A-di-đà Phật thì mới đi. Thấy cảnh giới đẹp không phải A-di-đà Phật tuyệt đối đừng để ý đến, không là mình bị mắc bẫy cụ nha. Còn những cảnh giới hung dữ, dù lúc đấy có hiện ra, có thấy gì hung dữ sợ hãi cũng không sợ cụ nha. Cụ cứ nắm chặt câu A-di-đà Phật, cứ A-di-đà Phật an nhiên, niệm A-di-đà Phật, định cái tâm của mình lại niệm A-di-đà Phật, thì A-di-đà Phật sẽ hiện ra đón cụ giống hệt tấm hình này thôi. Bởi vì Ngài biết lúc đấy là một người niệm A-di-đà Phật, là nguyện về Tây Phương Cực Lạc với Ngài, thì Ngài sẽ hiện ra đón. Cho nên là lúc đấy cụ cứ yên tâm vững vàng. Một niệm gọi một lần mà chưa thấy Ngài đến thì gọi hai lần cụ nha. Đấy, cứ vững vàng như thế thì A-di-đà Phật sẽ đến đón cụ Lục. Bây giờ con sợ cụ Lục quên, con lại nhắc cho cụ Lục. Đây là lời nguyện của cụ này. Phật nói rằng niệm A-di-đà Phật thì phải nguyện về Tây Phương Cực Lạc thì Ngài sẽ đến đón. Vậy thì nguyện thế nào? Cụ nguyện là A-di-đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Đấy, cụ nhớ lời nguyện của mình chưa? Đấy, cái lúc mà ngộp đấy, đấy là phải nhớ cái câu đấy cụ nhé. Nhất định phải nhớ câu đấy. Và lúc đấy có thể đau mình cũng bỏ luôn. Đau thì cái thân này nó đau, chắc chắn nó phải đau. Nhưng ta đi về Tây Phương Cực Lạc ta không có đau. Ta về Tây Phương Cực Lạc là ta theo A-di-đà Phật đi về Tây Phương. Là ta về Tây Phương Cực Lạc để làm Phật. Cho nên là tự nhiên mọi sự đó, Phật A-di-đà, Ngài sẽ gia trì cho cụ. Chắc chắn thôi, A-di-đà Phật. Rồi, A-di-đà Phật. Bây giờ năm nay cụ đã 97, 98 rồi. Ở đây một ngày thì khổ một ngày, có phải không cụ? Về Tây Phương trước một ngày thì mình sướng một ngày. Bởi vì về Tây Phương Cực Lạc, mình có cái thân của Phật, mình muốn đi đâu mà chả được. Nhưng ở đây một ngày thì mình khổ là mình nằm một chỗ, có phải không ạ? Mỗi lần lên cơn khó thở, ho một chút là mọi người giận mình rồi, mọi người lao rồi cho cụ rồi, có phải không ạ? Đấy, cho nên là cụ cố gắng lên cụ nha. Cố gắng phải quyết tâm. Quyết tâm là như thế nào? Là ngày đêm ngóng A-di-đà Phật. A-di-đà Phật ơi, sao lâu đến đón con vậy? Con muốn về Tây Phương Cực Lạc luôn đây. Ngài cho con đi luôn đi, con ở đây thời gian dài quá rồi, có phải không ạ? Đấy, mình cứ vững vàng như vậy
thì nhất định A-di-đà Phật thương cụ. Chuyến này về Tây Phương Cực Lạc chắc chắn rồi. Con xin chúc mừng cho cụ. A-di-đà Phật. Bây giờ cụ đọc cho con mấy câu thôi cũng được. Trước ảnh của ngài đây, cụ xin ngài cho con về Tây Phương Cực Lạc nhé. Cụ đọc chậm thôi không sao. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Đúng rồi. A-di-đà-phật. 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 Cho con về Tây Phương Cực Lạc. Cho con về Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Cho con về Tây Phương Cực Lạc. Cho con về Tây Phương Cực Lạc. Càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt. Đúng rồi, A-di-đà-phật. Đấy, cụ thấy không? Chỉ đơn giản như vậy thôi. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đấy, thế mà Phật A-di-đà ngài cho mình về Tây Phương Cực Lạc, chứng tỏ rằng A-di-đà Phật thương mình lắm, thương cụ lắm. Cho nên là chuyến này nhất định ta về Tây Phương Cực Lạc. Con cũng hẹn gặp cụ ở trên Tây Phương Cực Lạc cụ nhá. Cụ về Tây Phương Cực Lạc trước con, cụ nhớ cứu chúng con nhá. Cụ nhớ là cứu tất cả các chư vị mà ngày xưa lúc mình chưa tu đấy, mình đã làm sai với các vị. Thì mình sai rồi, bây giờ mình về được Tây Phương Cực Lạc là nhờ các vị. Các vị ủng hộ cho mình thì về được Tây Phương Cực Lạc, cụ nhớ phải cứu hết họ cụ nhé. A Di Đà Phật. Rồi, A Di Đà Phật. A-di-đà-phật. 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 A-di-đà-ph
Di Đà Phật ạ. À, Di Đà Phật. Con xin sám hối với thầy cùng toàn thể chư vị, và con cũng xin phép với gia đình cụ, bởi vì là cụ nằm nghiêng như thế này, cho nên là thực sự là lúc này là con xin thưa với các vị là vì cụ mặc cái áo len nó hơi dày đấy, cho nên là mình kiểm tra cái gì nhấc tay với các thứ lên ấy nó khó hơn là mùa hè chúng ta mặc các cái áo nó mỏng, có phải không ạ? Đấy. Nhưng mà thực sự ra bây giờ thì cụ đang được cảm ứng rất là tốt, mặc dù đang cảm ứng rất tốt, nhưng lúc này con xin gia đình là chúng ta hãy cố gắng giữ cái tâm này và để hộ niệm cho cụ thêm mấy tiếng nữa. Thực sự đây là một điều rất tốt, bởi vì chúng con lúc này chúng con kiểm tra cụ thì thực sự là lúc này là cụ được viên mãn, nhưng mà chúng ta không được sơ suất mà phải tiếp tục giúp cho cụ. Là chư tổ dạy là khi họ dù được viên mãn, nhưng mà cái này là mới có là cái viên mãn ban đầu là được cảm ứng thôi, còn vẫn phải niệm cho ít nhất là 2 đến 4 tiếng nữa. Thì thôi, đằng nào mình cũng ấy, bây giờ vẫn sớm thì cứ hộ niệm cho cụ thêm 2 đến 4 tiếng nữa. Đấy, tùy gia đình nếu như gia đình mà thực sự quyết tâm giúp cho cụ thì cứ giúp cho cụ hết ngày hôm nay không có sao. Còn chúng con là lúc này là chúng con A Di Đà Phật, là chúng con chỉ ấy, bởi vì trong nữa qua trưa nay là chúng con cũng có một ca ở trên Việt Trì chúng con phải đi. Thì bây giờ con cũng xin nói với tất cả các cụ với gia đình, thực sự là cụ bị nước xuống như thế này, nhưng mà các vị thấy không, đáng số cái tay này này, nếu mà không hộ niệm ấy thì chắc chắn là nó sẽ vỡ ra rồi, có phải không các vị? Mà một người chết làm sao mà nó được mềm mại như thế này, mà cái tay trắng và mặt bây giờ môi cụ đang rất là son. Cụ tỉnh táo cho đến hơi thở cuối cùng, cụ niệm Phật đến hơi thở cuối cùng. Đấy, con xin các Phật tử chúng ta ngồi xuống để cho gia đình những ai mà chưa được chứng kiến, chưa được biết trong người thân của cụ, để vào tất đây để xem cái thân xác của cụ, để thực sự mà minh chứng rằng cái pháp hộ niệm, pháp của Phật để lại vô cùng tuyệt vời, vô cùng vi diệu. Đấy, để sau này để độ cho những chúng sinh, những cô bác ở cái khu vực này tin được. Tại sao từ trước đến nay làm gì có người nào, ông bà cha mẹ chúng ta mất đi, làm gì có người nào mà được niệm Phật đâu? Thì Phật bảo rằng nếu không được biết về cái con đường này, nếu không được biết cái con đường hộ niệm này, con xin mời toàn thể tất cả gia đình con cháu của cụ và những người thân của cụ vào đây chứng kiến. Nếu không được biết đến cái con đường hộ niệm này thì sao đây? Thì sao đây? Thì đều là gì? Đều là để lại cái thân tướng là tướng xấu, để lại cái thân tướng ác tướng hết. Thực sự là thân tướng ác tướng hết, cho nên nó mới cứng đơ, nó mới xấu ngoét, nó mới để lại cái thân tướng là mắt thì trợn ngược mà mồm thì á hốc, có phải không các vị? Mà bây giờ các vị nhìn thấy cụ giống như đi ngủ không? Mặt thì tươi hồng, môi thì son lên. Con đảm bảo với các vị, nếu mà các vị cứ để thế này niệm Phật nhá, không được. Nếu các vị, bác ơi, bác không phải khóc, thương cụ giờ lúc này là vui lên. Thôi, không sao, nếu mà xúc động thương cụ, khóc một vài giọt nước mắt, đây là cái tình thương, con nào chả thương, có phải không ạ? Nhưng mà mình thương để ở trong lòng. Con nói thật với các vị, con bây giờ chúc mừng cho gia đình đấy. Bởi vì đã có một vị là thực sự Bồ Tát rồi đấy. Vì cụ đã tu hành gần 40 năm, cụ đã ăn chay niệm Phật, và lúc cuối đời cụ lại biết được cái duyên nhờ con cháu mà biết được về vấn đề mà hộ niệm. Các bác từ trước đến nay, các cụ già 70-80 tuổi rồi, các cụ có chứng kiến một cái người nào ra đi mà để lại cái thân tướng đẹp như thế này sau mười mấy tiếng đồng hồ mà được hộ niệm không? Các vị thấy rõ ràng không? Chưa có, có phải không? Thế vậy thì từ trước đến nay ông bà cha mẹ chúng ta đi đâu? Con xin các vị tập trung vào chỗ này một chút.
là đi đâu vậy? Phật nói rằng nhân thân nan đắc, có nghĩa là cái thời mạt pháp này này, mà nếu mà mình không biết con đường niệm Phật, không biết con đường giải thoát đấy, mặc dù có đi chùa đấy, mặc dù có đi chùa lễ Phật đấy, nhưng mà lúc chết đi, Phật bảo rằng vẫn phải đi vào ba con đường ác là địa ngục, ngã quỷ và làm súc sinh. Vậy thì làm thế nào để biết được đi vào ba con đường ác? Phật bảo rằng chứng kiến cái thân xác của họ khi họ tắt hơi sau 4 tiếng, 8 tiếng đến 12 tiếng mà để mà nó cứng đờ ra thì đấy là ác tướng đấy. Càng để mà càng xấu thì đấy là ác tướng đấy. Vậy thì Phật bảo như thế nào? Nếu một cái thân xác của cụ nhà mình đây, con nói với các vị nha, các vị cố gắng tập trung vào đây để nghe, để sau này mà cứu nhau đây này. Một cái thân xác như của cụ Lục đây, con dám đảm bảo với các vị, nếu các vị cứ niệm Phật như chúng con, để 10 ngày, 20 ngày cho đến hết 49 ngày không cần phải một viên thuốc, thuốc ướp cái xác này đâu. Kể cả dưới sức nóng 40 độ C, hơn 40 độ, cứ niệm một câu A Di Đà Phật nha. Các cái thứ nước này ấy, nó sẽ ngót đi, tự nhiên nó ngót đi và khuôn mặt càng ngày càng đẹp. Đây là con dám đảm bảo mang cái đầu này của con ra để đảm bảo với các vị. Nhưng chỉ sợ rằng luật pháp không cho phép thôi. Còn các vị nếu tin con, các vị để niệm Phật cụ 3 ngày, cứ thời tiết không phải như cái mùa lạnh này mà mình nói như vậy đâu. Kể cả thời tiết nắng nóng, chúng con đã hộ niệm một vị rồi. Thực sự để mấy ngày liền rồi, bởi vì cái vị mà trước đây chúng con hộ niệm ấy là vị ra đi vào đúng cái ngày hội làng. Cho nên là được hộ niệm viên mãn rồi mà cuối cùng vào ngày hội làng người ta không cho đi làm đám. Thế là người ta bảo để đấy là đắp chiếu, là con cháu cứ thế niệm Phật. Niệm Phật 4 ngày liền. Cuối cùng cái cụ đấy càng để càng đẹp, càng để càng đẹp. Cho nên chúng ta phải biết rằng cụ Lục nhà mình đấy, cả đời đi chùa, các vị thấy không? Từ trước đến nay, nếu như các cái chỗ như thế này nha, con nói thật với các vị, nếu mà nói về khoa học, bác sĩ người ta chắc chắn người ta sẽ bảo là phải chích hút, có phải không các vị? Và chúng ta sẽ sợ. Đấy, thế mà một câu A-di-đà Phật từ hôm qua giờ, các vị thấy cái ngón tay của cụ có đẹp không? Cái bàn tay như thế này nhìn có bị vỡ không? Một câu A-di-đà Phật tại sao vi diệu như vậy? Đấy, mà chúng ta lại sợ. Cho nên hôm nay hộ niệm cho cụ Lục ở đây, đây cũng là một bài pháp cho chúng ta. Thì con cũng không biết nói gì hơn là con khuyên tất cả các cụ, các bác, các bà, các anh chị trong là người thân của cụ, thân nhân của cụ, cũng như là anh em tròm xóm láng giềng của cụ hôm nay sang chứng kiến cái thân xác này của cụ, thì hãy tin đi. Hãy tin đi mà tu đi. Hãy tin mà tu để quyết lòng đời này đi về Tây Phương Cực Lạc đi. Phật bảo rằng chúng ta không ai chết cả, mà chỉ có bỏ cái thân này đổi lấy một cái thân khác mà thôi. Đổi như thế nào? Cái thân này của mình là cái thân người. Cái thân người này là nó có định số các vị nha. Để con nói cho các cụ biết, thân này nó có định số, có nghĩa là như thế nào? Là cái số của cái thân này của mình. Nếu sống được 30 tuổi thì 30 tuổi phải chết. Nếu sống được 40 tuổi thì 40 tuổi phải chết. Nếu sống được 50 cho đến 100 tuổi thì đúng 100 tuổi, cụ gần 100 tuổi có phải không các vị? Mà tại sao cũng là một người như cụ gần 100 tuổi mà cụ ra đi nhẹ nhàng, mà sáng hôm qua chúng con có vào đây niệm Phật với cụ, cụ vẫn nói được, cụ quay ngang quay ngửa, cụ vẫn bảo cho quay cho tôi, chở mình cho tôi. Đấy, các vị thấy không? Mà niệm Phật rõ ràng. Thế mà có đến tối đến đêm cái là tối cái là cụ đi luôn, các vị thấy nhẹ nhàng không? Ấy thế mà một người bị bệnh ung thư, hôm qua chúng con cũng hộ niệm cho cụ về. Chúng con đi hộ niệm cho một người bệnh ung thư, mà cái vị đấy ung thư cổ tử cung mà đâu lên đâu xuống. 3-4 người phải làm gì? 3-4 người phải chăm sóc. Người thì xoa tay, người thì xoa chân, người thì xoa mình xoa bụng. Thế mà vẫn không chịu được. Tại sao như vậy? Bởi vì nghiệp đấy, nghiệp của họ đấy. Phật nói rõ rồi, muốn biết nhân đời trước thì hãy nhìn quả đời này, muốn biết quả đời sau như thế nào thì mình hãy xem mình gieo cái nhân gì. Nếu mình gieo cái nhân tốt
để giúp cho một người như cụ đây này đi về Tây Phương ấy, thì con nói thật với các cụ hôm nay con chúc mừng cho các cụ. Nếu hôm nay các cụ gieo cho cụ Lục cái nhân tốt, có nghĩa là gì? Là đến đây niệm Phật cho cụ Lục, hộ niệm cho cụ Lục, và không có nói chuyện gì cả, không có phá đám gì cả, thì sau này đến lượt các cụ ra đi, các cụ cũng có người khác đến hộ niệm cho các cụ. Nhân quả mà. Cho nên các cụ hôm nay chứng kiến cái thân xác này, con xin các cụ hãy cố gắng. Các cụ ơi, các cụ cố gắng tin đi. Tin đi để mà sau này cứu nhau. Đã tin rồi thì phải tu luôn nhá. Đã tin rồi thì bắt đầu từ hôm nay phải niệm Phật nhá. Lên chùa lễ Phật, niệm Phật, chỉ cầu một lòng khi hết thân này cho con được về Tây Phương thôi. Đừng có cầu cho con được khỏe mạnh sống lâu, bởi vì cái thân này của mình nó có định số rồi. Các vị có thấy đúng không ạ? Có những người như cái vị Phật tử hôm qua đấy, cái vị Phật tử hôm qua mà 3-4 người chăm sóc đấy, đau đớn đấy, mà người ta muốn đi luôn, người ta đấy là cầu, muốn cầu chết luôn đấy, có phải không các vị? Nhưng mà có chết được đâu, vì số của cái thân này nó chưa chết. Thế còn cái linh hồn của chúng ta, con nói thật với các vị, Phật bảo rằng là bất sanh bất diệt, không bao giờ chết. Cái linh hồn này sống từ vô thủy cho đến vô chung. Đấy các vị nhá. Nhiều người không biết, bảo rằng cái số của tôi mà được về cõi trên thì tôi được về cõi trên, còn số của tôi mà không được thì tôi phải đoạn. Chúng ta nói hoàn toàn sai. Phật bảo rằng sướng cũng do tại mình mà khổ cũng do tại mình. Ví dụ như hôm nay các cụ các bác chứng kiến cái thân xác này của cụ Lục, đây là một bài pháp không lời, mà nếu các cụ tin được, các cụ bảo ừ tôi cũng sau này muốn như vậy, là các cụ sẽ được thôi, có phải không ạ? Còn nếu mà các cụ bảo rằng ôi rồi ôi biết có được hay không, vậy thì cái lòng nghi ngờ này, cái lòng tin này không có, thì Phật bảo rằng dù các cụ có đi chùa 70-80 năm làm công quả, dù các cụ có niệm Phật cả một đời đến long hầu bể họng cũng uổng công. Cho nên một người tại sao làm ác, chúng con đi hộ niệm, có những người người ta làm ác cả đời, người ta có thể phạm vào tội có nghĩa là gì, sát sinh hại vật, có thể cả tội giết người nữa đấy. Đấy, ở đây có cái cô tị đây này, chồng của cô ấy đấy, nếu mà nói về quy luật chiến tranh ấy, thì đất nước mà có chiến tranh thì ai chả phải đi bảo vệ, nhưng mà ông khi mà lúc cuối đời ông cứ hô bắn với hô kêu lên chúng nó bắn tao đấy, lúc cuối đời đấy. Thế thì ông ấy bảo là đến lúc niệm Phật, cụ khuyên ông ấy niệm Phật, ông ấy tỉnh táo lại, ông ấy bảo rằng, con hỏi thì ông ấy bảo là ngày xưa tôi đi chiến tranh ấy, tôi bắn chết nhiều người lắm, vì tôi bắn giỏi, tôi giết chết nhiều người lắm. Đấy, thì lúc cuối đời ông cứ hô như vậy ấy, thế mà đến khi ông ấy tin Phật, một câu A Di Đà Phật, nếu như cái tội đấy mà những vị đó người ta không tha thì làm sao mà ông thoát được. Thế mà một câu A Di Đà Phật cuối cùng ông đã niệm Phật, quyết tâm đi về Tây Phương. Thế là các chư vị mà ông hại họ đấy, người ta ủng hộ cho ông, và cuối cùng người ta cũng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chúng ta phải biết rằng lời Phật dạy không có sai. Các cụ ơi, các cụ đừng có nghi nhá. Hôm nay các cụ chứng kiến cái thân xác này, các cụ đừng có nghi, mà các cụ hãy cố gắng niệm Phật đi. Nghe con, nghe lời Phật dạy, niệm Phật đi rồi làm tờ di chúc xin con cháu đi. Phật bảo rằng nếu người nào giác ngộ thì chỉ cần 10 niệm trước phút lâm chung, nguyện về Tây Phương Cực Lạc với Ngài, tha thiết một lòng tin tưởng, 10 niệm trước phút lâm chung, các cụ cũng đủ để các cụ đi về Tây Phương Cực Lạc thành Phật. Còn nếu mà các cụ không tin thì các cụ dù bây giờ có làm công quả, có đi tu từ bây giờ, có niệm Phật từ bây giờ, ăn chay từ bây giờ, nhưng đến lúc cuối đời, đến lúc các cụ ra đi, các cụ vẫn phải chịu đọa lạc, vì lòng tin không có. Đấy, cho nên chúng ta phải tin Phật, tin phải tin tuyệt đối. Đây là một cái bằng chứng cụ thể. Làm gì có một người nào được mềm mại như thế này đâu. Mà con vừa nói với các cụ rồi, con dám đảm bảo nếu cái thân xác này mà người ta cho phép để 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày cho đến 20 ngày, cả hết 49 ngày cứ niệm Phật, thân xác này không bao giờ tan hoại. Chúng ta chưa được chứng kiến, chúng ta không có tin. Con biết là hôm nay con nói với các cụ có tin, khi các cụ ấp ở trong lòng, các cụ nhìn đây, các cụ bảo rằng chắc gì như vậy.
nhưng mà các cụ ơi tin đi, các cụ tin quyết lòng đi. Đấy, cụ Lục bây giờ các vị thấy không? Cái môi của cụ Lục đây này son, rất là son nhá. Nếu các vị niệm Phật để từ giờ đến mai, cái môi này nó còn đỏ như ăn dầu luôn. Thực sự rõ ràng. Nên hôm nay con xin sám hối với các cụ. Vì con cũng là phàm phu thì con vẫn còn ít tuổi, nhưng mà khi con biết đến cái con đường này là con đi hội niệm, con đã chứng kiến nhiều người ra đi. Có những cháu nhỏ ở trong khu vực này 5 tuổi thôi mà cháu trước khi ra đi cháu bị ung thư đấy. 5 tuổi thì cháu có biết Phật Pháp là gì đâu. Thế mà cháu được nghe hướng dẫn, mà cháu niệm Phật cuối cùng cháu vẫy tay chào ra đi. Cuối cùng cháu gọi là ra đi để lại cái thân tướng mà như thiên thần luôn đấy. Đẹp vô cùng luôn đấy. Đây là bằng chứng. Cái điện thoại của con đâu rồi? Di Đà Phật. Đây là cái bằng chứng mà con cho các cụ xem. Chứ con không phải là cái gì cũng phải có cái bằng chứng. Thực sự là phải có bằng chứng thì mình mới tin được. Đấy, ví dụ như cái cháu bé này, các cụ này. Đây là hai bức ảnh khi mà cháu bị bệnh đấy, các cụ nhìn rõ không? Thì cháu nó nhợt nhạt khi đứng với mẹ đây này, nhợt nhạt này, môi thì nhợt nhạt lúc sắp ra đi đấy, trước khi ra đi gần một tháng đấy, cháu nó nhợt nhạt như thế này này, đấy. Thế mà khi cháu được hội niệm thì cháu nó hồng như thế này này, môi son như thế này, các vị thấy rõ không? Đây là cái ảnh rõ ràng mà, chứ chúng con có nặn ra được đâu. Thực sự là như vậy. Cho nên con mong sao các cụ hãy tin đi để sau này mình cũng được. Phật bảo rằng chỉ cần tin thôi là mình được. Các cụ nhá, chỉ cần mình lòng tin thôi, mình có mất tiền mua đâu. Phật có bắt mình phải đi cho ngài tiền, ngài bạc gì đâu. Chỉ cần cái lòng tin tha thiết, lòng tin tưởng tuyệt đối. Và bắt đầu từ hôm nay quyết lòng niệm một câu A-di-đà Phật, không sợ chết nữa. Có phải không các cụ? Vì chúng ta có phải chết không? Chắc chắn là phải rồi, có phải không ạ? Nhưng nếu như chúng ta không sợ chết, chúng ta quyết lòng nguyện xin ngài, cứ xin ngài cho con khi bỏ cái thân này là con được về Tây Phương với ngài, con được về với Phật A Di Đà, con không sợ nữa. Trước đây mình không biết thì mình cứ cầu cho khỏe mạnh sống lâu. Thực sự rõ ràng như vậy. Vậy thì cái thân tướng này của cụ Lục, con thực sự là chúc mừng cho gia đình, con chúc mừng cho cái khu xóm làng nơi đây đã có một vị là như cụ Lục, là làm gương cho chúng ta. Và Phật nói rằng nếu như có một vị Bồ Tát, bây giờ cụ Lục đã là một vị Bồ Tát rồi, vậy thì cái vùng này của chúng ta đã có Bồ Tát nằm vùng rồi. Mà Bồ Tát nằm vùng thì sớm muộn gì cũng sẽ có người tiếp theo được vãng sinh đấy. Vì khi mà họ thành Bồ Tát thì họ cũng có cái năng lực để mà cứu độ chúng sinh, họ cũng có cái năng lực mà quay về đây để mà cứu giúp cho những người thân bằng huyết thuộc của mình chứ. Cho nên Phật mới dạy rằng là gì, một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì cửu huyền thất tổ sẽ được siêu thăng, là như vậy. Đây là lời trong kinh Đức Phật dạy nhé. Hôm nay con thấy có rất nhiều vị cảm động vô cùng và nhìn thấy cái thân tướng này cũng muốn giúp cho cha cho mẹ, cũng muốn khuyên cha mẹ niệm Phật đấy. Đấy. Nhưng mà hôm nay người nào không được chứng kiến cũng là cái điều mà kém phước. Người nào chứng kiến là có lòng tin. Dù là người già hay người trẻ, chúng ta nhất định sẽ có bệnh, có phải không các cụ? Chúng con như thế này nhưng mà đừng nói là chúng con không có bệnh. Chắc chắn đến lúc chúng con bệnh chúng con phải đi. Nhưng mà đi về đâu? Phật bảo rằng nếu mình biết con đường đi về Tây Phương Cực Lạc thì nhất định mình sẽ về Tây Phương Cực Lạc. Mình quyết đi là được. Vậy con mong sao cho các cụ các bác hôm nay chứng kiến cái thân xác này. Ai không tin thì sẽ thiệt. Còn ai nghe được những lời chúng con chia sẻ, nghe được lời Phật dạy mà tin được, thì con xin chúc mừng cho tất cả các cụ, các cô bác. Nhất định các cụ, các cô bác sẽ được cứu đấy. Còn đối với gia đình thì A-di-đà Phật. Thầy đâu rồi? Thầy đứng ngoài sân, thầy chặt quá thầy. A-di-đà Phật. Con xin phép thầy, con xin phép hôm nay là cụ nhà mình có cái phước lớn là có một vị xuất gia ở cách đây mấy chục cây số mà đến tận đây để niệm Phật cho cụ nhà mình từ suốt đêm hôm qua đến giờ. Hôm nay để nhờ thầy sẽ vào làm chứng cho chúng con và thầy khuyên gia đình trong 49 ngày giúp cho chúng con. A Di Đà Phật.
chân tay thì rất là mềm mại, da rẻ tươi hồng và như là môi cụ đang càng ngày càng đỏ lên ạ. Đây là và theo thế gian thì xin các thầy cũng như ban hộ niệm xin gửi lời phân ưu tới gia đình, còn theo Phật pháp thì xin được kính chúc mừng cho gia đình vì đã có một người thân mẫu trong gia đình là được phước phần được theo Phật A Di Đà về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và vừa rồi thì cư sĩ Minh Thành cũng đã chia sẻ hết với gia đình rồi ạ, và thầy cũng xin có một đôi lời chia sẻ thêm với gia đình là bây giờ như cư sĩ Minh Thành vừa chia sẻ thì bây giờ gia đình phát tâm còn thời gian mà chưa có sự chúng ta cố gắng niệm Phật thêm cho cụ để cụ được phước phần vãng sinh Tây Phương Cực Lạc cao hơn. Còn trong 49 ngày thì theo kinh Địa Tạng thì là Đức Phật dạy rằng nếu như một người mất mà mình làm phước cho người mất được 7 phần công đức thì người mất sẽ được hưởng 1 phần, còn người sống hưởng 6 phần. Do đó mình làm được nhiều điều phước, điều thiện, điều lành thì hương linh còn được hưởng nhiều công đức và chính bản thân chúng ta còn được hưởng nhiều hơn. Nên là gia đình cố gắng trong 49 ngày là có thể ăn chay được thì đó là điều tốt nhất ạ. Ăn chay được thì sẽ đem công đức lại hướng cho cụ, còn nếu không thì tuyệt đối không sát sinh, không sát sinh ạ. Và đối với cụ thì gia đình tuyệt đối không được cúng đồ mặn mà phải cúng chay cho cụ, vì thực sự cụ đã chắc theo Phật mấy chục năm rồi, học Phật pháp đúng không ạ, và bây giờ cụ lại theo Phật rồi thì chúng ta phải cúng chay cho cụ, tuyệt đối không được cúng đồ mặn và không được sát sinh. Và trong 49 ngày làm tất cả những điều thiện điều lành tốt nhất để hồi hướng công đức cho cụ. Và cái công đức lớn nhất để hồi hướng cho cụ mà cụ có thể nhận được đó chính là chúng ta gia đình phát tâm niệm Phật hàng ngày, càng niệm Phật được nhiều hồi hướng công đức cho cụ thì là lớn nhất. Công đức niệm Phật thì lớn hơn tất cả mọi sự cúng dường, và điều đó gia đình chúng ta cũng thể làm được. Nên là mong gia đình cố gắng phát tâm ăn chay và phóng sinh, làm thiện làm lành hồi hướng công đức cho cụ, và nhất là niệm Phật không gián đoạn trong 49 ngày thì phẩm vị của cụ càng cao hơn. Gia đình con cháu cũng nhờ đây mà lương nghiệp phước này mà mọi sự được bình an và cũng tăng trưởng tín tâm và câu niệm Phật. Và các bác cô cố gắng tu hành để một đời này đều được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Nhờ có thầy chứng minh cho chúng con, nhờ có thầy đã nhờ có thầy đã chứng minh cho cái pháp hộ niệm của chúng con mà chúng con đã lan tỏa được pháp hộ niệm, và cũng như các cô bác ở đây chứng kiến cái thân xác này của cụ, cũng có thể chụp ảnh rồi có những cái video này thì cũng nên cho những người chưa biết được xem. Đây là nếu mà gia đình mình mà làm được như vậy để cho nhiều người biết, mà nhiều người được xem để nhiều người được cứu, thì cái công đức này hồi hướng cho cụ lại vô lượng vô biên. Và chính các vị cũng tạo công đức, sau này các vị cũng được cứu, các vị cũng được người khác giúp các vị. Cho nên là A Di Đà Phật. Thì thôi, chúng ta biết rồi thì bây giờ gia đình nhà mình lại tiếp tục là hộ niệm cho cụ. Bây giờ những ai thương cụ mà tỏ lòng với cụ từ hôm qua đến giờ thì sẽ đến đây niệm Phật cho cụ một câu A Di Đà Phật của người thân trong gia đình ấy, bằng chúng con niệm cả một ngày đấy, một câu A Di Đà Phật của người thân, bởi vì đây là cái tình thân tha thiết thực sự. Chúng con gọi là cảm ơn gia đình. Và gia đình lúc này cũng cố gắng tiếp tục niệm Phật cho cụ chú nhé. Dạ dạ A Di Đà Phật. Thì thôi bây giờ cái việc chính là việc vẫn niệm Phật cho cụ không gián đoạn. Thì mình nói chuyện và để trước khi vào phần vấn đáp thì chúng con xin phép được đọc lên một cái lời tri ân của gia đình, một gia đình Phật tử được hộ niệm. Thì con xin được đọc lên ở đây ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, con kính bạch lão cư sĩ Du Âm, con xin kính chào các chư liên hữu đồng tu trên đường dung thế giới hộ niệm. Gia đình con xin gửi lời chân thành tri ân sâu sắc tới chư tôn thiền đức tăng ni, lão cư sĩ Du Âm, ban tổ chức đường dung thế giới hộ niệm, sư thầy Thích Đàm Trà,
đạo tràng Đan Phượng, cư sĩ Minh Thành, cô sự, nhóm niệm Phật Yên Thủy Hòa Bình, các chư liên hữu đồng tu đã khai thị niệm Phật hộ niệm cho mẹ của con là cụ Chu Thị Lục Pháp. Chu Thị Lục, pháp danh Diệu Lạc, 98 tuổi được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mẹ của con là một Phật tử thuần thành, đi chùa 40 năm, tham gia làm vãi trưởng trong chùa, kinh kệ thông thuộc, nhưng tiếng là đi chùa, lại không biết đến con đường giải thoát, không biết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là như thế nào. May thay cuối đời gặp được đường Zoom thế giới hộ niệm, gặp được lão cư sĩ Diệu Âm, được con cháu gia đình các chư liên hữu đồng tu khuyến tấn nhắc nhở, được cư sĩ Diệu Âm ban hộ niệm đạo tràng Đan Phượng khai thị. Trong suốt thời gian bệnh khổ trên giường bệnh, mẹ con đã tha thiết niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đến hơi thở cuối cùng. Mẹ con ra đi trong tiếng niệm Phật vang vang của đại chúng. Sau 12 giờ hộ niệm, mẹ con để lại thoại tướng đẹp, da rẻ tươi hồng, khuôn mặt mỉm cười như đang ngủ. Gia đình chúng con vô cùng cảm động, pháp hộ niệm vi diệu quá, đúng là đại cứu tinh của hàng phàm phu chúng con trong thời mạt pháp. Thử hỏi, nếu hàng phàm phu tội chướng sâu nặng như chúng con trong đời mạt pháp này mà không được hộ niệm thì sẽ ra sao? Làm sao chúng con biết đến con đường giải thoát, mặc dù có tu, có đi chùa làm công quả, có tụng kinh nhưng chẳng thể nào hiểu được lời Phật dạy? Một lần nữa chúng con vô cùng cảm ơn ban tổ chức đường Zoom, thầy lão cư sĩ Diệu Âm đã không ngại khó, ngại khổ mà chỉ bảo cho chúng con cặn kẽ. Chúng con nguyện một đời này y giáo phụng hành, nguyện mong chư tôn thiền đức tăng ni, lão cư sĩ Diệu Âm, ban tổ chức đường Zoom, các bạn, các ban hộ niệm và các chư liên hữu đồng tu xiển dương pháp hộ niệm để hàng phàm phu tội chứng sâu nặng như chúng con cũng có cơ hội được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.